Mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách mình gội đầu. Đây chính là chai nước gội đầu của mình. Mình dùng chai này thì khá là lâu rồi. Em nó thì hoàn toàn lành tính, từ bồ kết, hương đu và các thảo dược khác. Nó sẽ giúp cho tóc mình nhanh khỏe, bóng mượt và nhanh dài. Cách gội đầu của mình thì mình sẽ chuẩn bị một cái bát như này. Sau đó thì mình sẽ cho ít nước bên trong, rồi mình sẽ cho dầu gội vào. Sau đó mình sẽ hòa đều lên. Và các bạn hòa khi nào mà dầu gội hòa tan hoàn toàn với nền trước. Sau đó thì mình sẽ bỏ tóc vào. Tóc mình là sau khi đã làm ấm. Sau đó mình sẽ đổ từ từ dầu gội lên tóc. Mình xem cái thật kỹ phần trước này, tại vì mình là một con dầu ấy nên là phần mái mình hay bị vết, nên mình sẽ kỹ phần mái mình hơi kỹ một chút. Cách mà các bác nào pha dầu gội với nước sẽ khiến cho tóc các bác bồng bềnh hơn và sạch hơn rất là nhiều.